Phú Quốc. Nhiều khiêu săn cái gì đấy à. Làm em có tướng sói rồi. Lúc nào cũng đòi ăn. Mình đang yêu chưa? Ui. Phục đấy, chờ cho xin ăn. Rồi này lúc nào ăn hơi động tí có mùi thơm cái kiểu ẩm mỹ này. Bé bé này không cho ăn nhiều, nhiều nguy hiểm lắm. Lúc bé này ăn ít không. Bữa giống này ăn bát tô năm con này ăn an toàn, nhiều quá nguy hiểm. Đấy nữa là sức khỏe ổn định là vaccine và chuyển về nhà mới. Về nhà mới nhé. Mười mắt nhìn nhau này, ôi đang ngập ngủ này. Hết cháo rồi, chiều ăn cám thôi. Ngập ngủ. Rồi này thì ăn xong phá. Đối nghịch với đội trước nó khá quá.